Đời người đơn giản chỉ là 10 câu nói, hiểu được rồi nhất định sẽ thành thôi. Đời người vì có quan tâm nên mới có thống khổ, có hoài nghi nên mới tổn thương, có xem nhẹ nên mới vui vẻ. Chúng ta đều là những vị khách qua đường, rất nhiều sự tình, chúng ta đều không thể làm chủ được, hết thảy đều nên để tùy duyên. Phúc Họa tích đức làm việc tốt mặc dù không ai thấy nhưng trời biết đất biết con người làm việc thiện phúc dù chưa đến họa đã rời xa con người làm việc ác họa dù chưa đến phúc đã rời xa người làm việc thiện như cỏ mọc giữa vườn xuân dù không ai thấy vẫn ngày ngày tăng trưởng người làm việc ác như hòn đá mài dao không thấy tổn hại gì nhưng ngày qua ngày sẽ thấy chỗ hao mòn là phúc hay họa đều tại tâm điều đáng sợ khi hành ác không phải sợ người phát hiện mà ở chỗ tự mình nhận biết điều tốt đẹp khi hành thiện không phải là ở chỗ người khác tán dương mà là ở chỗ chính mình thành thản. Khoảng trống chưa cho mình một khoảng trống thì tâm hồn mới có thể thoải mái linh hoạt lúc quan lộ hành thông chưa một chỗ trống trong suy nghĩ chứa đầy đắc ý làm mê mờ tư tưởng lúc thống khổ chưa một khoảng trống cho an ủi chớ để khổ não bóp nghẹt tâm can. Lúc phiền não chừa một chỗ trống cho vui vẻ, phiền não sẽ tan thành mây khói. Lúc cô độc chừa một chỗ trống cho bạn bè thân hữu, họ chính là một phần trong cuộc sống của mình. Lưu lại một chỗ trống, đây là chân lý nhân sinh, cũng chính là trí tuệ của cuộc đời. Cảm ơn Cảm ơn người khác đã làm tổn thương bạn vì họ đã tôi luyện cho bạn một ý chí vững vàng cảm kích người khác đã lừa gạt bạn vì họ giúp bạn tăng thêm nhiều kiến thức cảm kích người đã đánh đập bạn vì họ đã tiêu trừ giúp bạn rất nhiều nghiệp lực cảm kích người đã ruồng bỏ bạn bởi vì họ đã dạy cho bạn biết tự lập cảm kích người đã làm bạn trượt ngã bởi vì họ đã giúp bạn trở nên kiên cường hơn cảm kích người trách cứ bạn bởi vì họ đã giúp bạn biết im lặng cảm tạ tất cả những người đã giúp bạn kiên định trong thế giới này nếu ai cũng biết hàm ơn cuộc sống mới có thể càng thêm đặc sắc tùy duyên nhân sinh bất quá chỉ giống như một ly trà đầy cũng tốt vơi cũng tốt cần chi phải tranh giành đậm cũng tốt nhạc cũng tốt đều có hương vị riêng của nó ấm áp cũng được lạnh lẽo cũng chẳng sao nhìn nhau cười cuộc sống bởi vì quan tâm cho nên có thống khổ, bởi vì hoài nghi cho nên mới tổn thương, bởi vì xem nhẹ cho nên vui vẻ, bởi vì đạm bạc cho nên hạnh phúc. Chúng ta đều là những vị khách qua đường, rất nhiều sự tình chúng ta đều không thể làm chủ được, hết thảy đều nên để tùy duyên. Độ lượng Con người sống ấy không cần mọi thứ đều phải minh bạch, nước quá trong ác không có cá, người quá thanh cao thì không mấy bạn bè, cùng người mà tranh giành. Nếu thắng thì tình thân rạng vỡ, cùng người yêu tranh giành, nếu thắng thì tình cảm nhạt phai, cùng bằng hữu mà tranh giành, nếu thắng thì tình nghĩa chẳng còn, tranh giành chính là lý, thua là tình, tổn thương lại chính là mình. Đen là đen, trắng là trắng, mọi chuyện cứ để thời gian sẽ chứng minh. Buông cố chấp, làm người độ lượng sẽ thắng cả cuộc đời, thêm một phần bình thản, thêm một chút ôn hòa, cuộc sống mới ấm áp ánh dương. Giàu nghèo Người thấy đủ, dù ngủ trên mặt đất cũng tựa như đang ở trên thiên đường. Người không biết đủ, dù là cho đang ở thiên đường, cũng giống như đang ở nơi địa ngục. Cuộc sống tâm hồn giàu có mới là trọng yếu nhất, bạc tiền vật chất, dù có nhiều hơn nữa cũng vẫn cảm thấy chưa đủ, thì đây mới là nghèo khó. Trái lại, đời sống vật chất nghèo khó nhưng tâm hồn lại khoáng đạt, thấy đủ thường vui, tự tại phó xuất, đây mới là giàu có chân chính. So đo cho người thuận tiện chính là lưu lại cho mình phụ phúc. lòng người vốn tương thông với nhau bạn như người khác một bước người khác sẽ nhường bạn một đường nhân tâm tự như con đường càng so đo con đường càng hẹp càng rộng mở con đường càng thoáng đẳng Thả thứ dường như là giúp cho người khác nhưng kỳ thực là mở cho lòng mình một con đường buông bỏ Chuyện hôm nay ta xem là đại sự, ngày mai lại là chuyện nhỏ, năm nay là đại sự, nhưng đến năm sau lại chỉ là một câu chuyện, kiếp này là đại sự, nhưng đến kiếp sau lại là truyền thuyết, chúng ta bất quá cũng tựa như câu chuyện của đời người. Trong cuộc sống hay công tác khi gặp phải những sự tình không thuận lợi, hãy nói, hãy nói với tự mình một câu, hôm nay sẽ qua đi, ngày mai sẽ tới, ngày mới sẽ lại bắt đầu. Đơn giản, tâm đơn giản thế giới cũng trở nên đơn giản, hạnh phúc mới có thể sinh sôi, tâm tự do, cuộc sống sẽ tự do, đến nơi nào cũng là hạnh phúc, lúc đắc ý cần xem nhẹ, lúc thất ý cần cởi mở. Cuộc sống có rất nhiều thứ có thể buông bỏ, chỉ cần buông xuống được thì sẽ lấy lại được, khoan dung hơn, rộng lượng hơn. Vậy vậy tay, cười một cái, hết thảy những chuyện không thoải mái đều trở thành quá khứ. Nhân tâm đừng xem sự lương thiện của người khác là mềm yếu bởi đó chính là một loại độ lượng đừng coi sự tha thứ của người khác là nhu nhược bởi đó là một loại từ bi người tâm tính tốt không dễ nổi giận nhưng không có nghĩa là sẽ không nổi giận người xem nhẹ không có nghĩa là hồ đồ mà là họ đã có cái nhìn thông thấu tình cảm không dễ miễn cưỡng nhân tâm không thể đùa bỡn duyên phận không thể không coi trọng đem tình vung đắp tình như thế mới thực sự có được tình yêu thương bình đẳng mới có được tình yêu chân chính. Huyền bí TV, kênh thông tin tràn lọc về khoa học huyền bí, tiên tri, chân yểm, lời nguyền, bài học cuộc sống. Hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào.